Bản tin từ Kiev. Theo những tin tức loan báo hôm ngày hôm nay là ngày 8 tháng 3, có lẽ là hôm nay nhưng mà bị đó là ngày 9 rồi đó, thì có thêm một tướng lãnh thứ nhì chết tại Ukraine. Thưa quý vị, chúng ta đã biết rằng 14 ngày vừa qua đó thì rất nhiều binh sĩ của Nga chết, nhưng mà đầu tiên thì có một vị tướng của Nga chết trước đây chừng khoảng 7 ngày. Và ngày hôm nay thì một thiếu tướng 45 tuổi đã tử trận gần thành phố Kharkiv, tên là Vista Gerasimov. Viên tướng này là phó tư lệnh quân đoàn 41 của Nga và là tướng Nga thứ nhì chết trong cuộc xâm lược Ukraine. Thiếu tướng Andrei Sukhovsky cũng là phó tư lệnh quân đoàn 41 đã chết ở Ukraine và bị quân Ukraine bắn xẻ vào hôm 28 tháng 2. Đó là hai ông tướng có tên tuổi và có chức vụ đàng hoàng nha. Theo nhận xét của nhiều nhà bình luận thì cái chết của hai viên tướng Nga là những cú đấm mạnh giáng vào đoàn quân xâm lược của Nga, cho thấy quân Nga đã không thành công theo như ý muốn trong việc xâm lược của mình. Theo tin của Bộ Quốc phòng Ukraine thì tính đến ngày thứ Ba, ngày 8 tháng 3, có trên 12.000 lính Nga tử trận, 48 chiến đấu cơ, 80 trực thăng, 3 tàu chiến, trên 1.000 cơ giới, 56 dàn phóng hỏa tiễn đã bị quân đội Ukraine hủy diệt. Trong khi đó, đã có trên 2 triệu người Ukraine chạy tị nạn qua những nước láng giềng, và điều đông nhất có thể là nước Ba Lan đang mở rộng vòng tay để đón gần 1 triệu người. Đó là một con số khủng khiếp mà trong lịch sử chưa có bao giờ trong một vài tuần, tức là mới chưa được 13 ngày mà đã có cả hàng triệu người di tản, thì đây là một điều khủng khiếp vô cùng.